nhà nước Việt Nam đang vét túi dân với cách thức tinh vi như thế nào. Cơn bão số 3 Yagi đã gây ngập lụt từ 20 trên 25 tỉnh, thành phố ở miền Bắc Việt Nam. Tính đến tối ngày 15 tháng 9, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết bão Yagi đã làm cho 292 người chết, 38 người mất tích, 1.900 người bị thương. Ngoài ra hơn 168.000 căn nhà đã bị hư hỏng và hàng chục ngàn hecta đất canh tác bị ngập úng gây thiệt hại nặng nề. Con số này vẫn tăng lên mỗi giờ. Ngay lập tức, ngoài sự ủng hộ của quốc tế, các tổ chức nhà nước cùng các tổ chức thiện nguyện của tư nhân đã nhanh chóng huy động nguồn lực để giúp đỡ đồng bào ở các khu vực bị thiên tai. Được biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã huy động được hơn 1.000 tỷ đồng đóng góp. Đáng chú ý, với mọi năm, cơ quan này đã thông báo sao kê nguồn thu ngay lập tức. Mới nhất, sao kê phần chi cho các tỉnh, thành phố cũng bắt đầu được công khai. Tuy nhiên, nguồn lực của cải vật chất huy động được cũng không thể đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ hiện đang rất lớn. Trên mạng xã hội đã có những ý kiến đề nghị chính phủ cho sử dụng tiền của quỹ vaccine huy động được trong đại dịch COVID-19 với số tiền 3.000 tỷ đồng đang gửi tại các ngân hàng thương mại để mà lấy lãi. Theo bài, hơn 3.100 tỷ đồng quỹ vaccine phòng COVID-19 đang được quản lý ra sao trên báo An ninh Thủ đô. Vào ngày 23 tháng 7 cho biết, tổng số dư của quỹ này tính đến cuối tháng 6 năm 2024 còn 3.136 tỷ đồng. Theo kho bạc của nhà nước, khoản tiền quỹ đó đang được gửi tại các ngân hàng thương mại. Các cơ quan chức năng đang nghiên cứu phương án để báo cáo cấp thẩm quyền cho chấm dứt hoạt động và giải thể quỹ. Quỹ vaccine phòng COVID-19 được thành lập theo quy định số 779 của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành, quản lý quỹ cũng được thành lập và tổ chức thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại theo nguyên tắc cạnh tranh lãi suất, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định. Tổng số tiền huy động của quỹ này là gần 11.000 tỷ đồng, đã chi 7.600 tỷ đồng, trong đó chi mua vaccine là 7.600 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine hết 4,6 tỷ đồng. Số còn lại đang được gửi tại 4 ngân hàng thương mại bao gồm Vietcombank, Vietinbank, BDV, Agribank và Ngân hàng Nhà nước với lãi suất khoảng 3,3% mỗi năm và 3% trong từng kỳ hạn gửi tiền là 3 tháng và 1 tháng. Cho đến nay, số tiền lãi là hơn 176 tỷ đồng. Tuy nhiên, liên quan đến việc nhà nước vận động đóng góp cho quỹ vaccine phòng COVID hay quỹ hỗ trợ ứng cứu thiên tai đã phát sinh rất nhiều vấn đề gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn chủ trương dựa vào sức dân, nói một cách khác, chính quyền tìm mọi cách để vắt sức của dân. Hơn thế nữa, việc kêu gọi các cháu bé trong độ tuổi học sinh tham gia đóng góp quỹ từ thiện là điều thực sự vô lý. Nếu kêu gọi đóng góp thì chỉ nên kêu gọi những người đang ở trong độ tuổi lao động và có việc làm, chứ kêu gọi các cháu bé đang sống nhờ cha mẹ là điều hết sức phản cảm. Bây giờ là lúc người dân đang cần nhà nước giúp đỡ, thì họ lấy đâu ra tiền để đóng góp theo ngày lương? Phải chăng nhà nước muốn vét đến đồng bạc cuối cùng trong túi người lao động? Trách nhiệm của nhà nước là phải lo cho dân, vì người dân đã đóng thuế đầy đủ cho nhà nước. Ở các quốc gia khác trên thế giới, hoàn toàn không có việc chính quyền đứng ra huy động dân đóng góp như thế, bởi lý do như vậy, đặc biệt là các cháu chưa đến độ tuổi lao động. Việc kêu gọi huy động là công việc của các tổ chức phi chính phủ hay các tổ chức xã hội dân sự trên nguyên tắc. Vấn đề gì tư nhân đảm trách được thì nhà nước sẽ không tham gia. Theo giới quan sát quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã và đang vận hành một nhà nước có khả năng huy động sức người, sức của theo một cách thức hiện đại tinh vi mà dân chúng không thể nghĩ tới. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Nhà nước Việt Nam đang vét túi dân với cách thức tinh vi như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo. Bắc Kinh đang can thiệp sâu vào nội tình chính trị Việt Nam. Đa số người dân Việt Nam không biết tiêu ngữ độc lập, tự do, hạnh phúc do Hồ Chí Minh đưa ra bắt nguồn từ chủ nghĩa tam dân của ông Tôn Trung Sơn, lãnh tụ Quốc dân đảng ở Trung Quốc. Với ba yếu tố cơ bản nhất đó là dân tộc độc lập, dân quyền tự do
và dân sinh hạnh phúc. Nói thế để có thể thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như quân đội của họ chịu ảnh hưởng nặng nề từ Đảng Cộng sản cũng như nhà nước Trung Quốc là điều tất yếu. Tuy nhiên, Bắc Kinh có nhiều chỉ dấu bất thường cho thấy họ đang can thiệp sâu vào nội tình lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, và đó là điều khó có thể chấp nhận. Mới đây, Bắc Kinh đã bổ nhiệm ông Hà Vĩ làm tân đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội thay cho ông Hùng Ba để kết thúc nhiệm kỳ 6 năm. Ông Hà Vĩ là đại sứ thứ 19 của Trung Quốc tại Việt Nam kể từ khi Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950 đến nay. Đáng chú ý, ông Hà từng làm việc tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines, một quốc gia đang đối đầu mạnh mẽ với Trung Quốc trên Biển Đông. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng vào ngày 13 tháng 9, trong một phát biểu liên quan đến Việt Nam tại sân bay Nội Bài, khi vừa đặt chân tới Hà Nội, tân đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ đã nhấn mạnh như sau. Lãnh đạo Việt Nam cần kiên trì kiểm soát những khác biệt giữa hai nước để tăng cường niềm tin về hệ thống xã hội chủ nghĩa, quyết tâm đoàn kết, làm việc và hợp tác. Đồng thời, ông Hà nói ông kỳ vọng sẽ làm việc với phía Việt Nam để tạo nên và giúp cho quan hệ song phương trở thành một mô hình về tình láng giềng tốt đẹp và hợp tác có lợi cho cả hai nước. Và tại sao ông Hà Vĩ phải lưu ý cần kiên trì kiểm soát những khác biệt khi tuyên bố với lãnh đạo của Việt Nam như vậy? Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từng nhấn mạnh rằng về cái gọi là cộng đồng chung vận mệnh và cùng chia sẻ tương lai giữa hai nước. Tuy nhiên, các mục tiêu của hai nước vốn có hệ thống chính trị tương đồng lại không tương thích. Đó là vấn đề về chủ quyền ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền gần như toàn bộ, khiến Hà Nội rất khó chịu. Thông điệp của tân đại sứ Hà Vĩ về kiểm soát sự khác biệt giữa Hà Nội và Bắc Kinh có lẽ là muốn nhắc lại những tuyên bố của ông Tập Cận Bình. Trước đó, ông Tập đã nhiều lần nhấn mạnh đến hai việc hai nhà nước cần phải giải quyết hay quản lý hợp lý những khác biệt. Trong tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, sau chuyến thăm của ông Tô Lâm đến Trung Quốc, vấn đề giải quyết bất đồng tốt hơn đã được đề cập. Theo giới quan sát, các động thái và phản ứng của tướng lĩnh quân đội Việt Nam gần đây, như vụ kênh truyền hình quốc phòng đăng tải một video chụp mũ đại học Fulbright Việt Nam âm mưu làm cách mạng màu, sau đó ít ngày thì kênh này đã phải xóa video nói trên. Tuy nhiên, đến ngày 11 tháng 9, tài khoản Facebook có dấu xanh của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đã đăng lại video cách mạng màu vừa kể trên. Điều này cho thấy Bắc Kinh hình như đang bày tỏ thái độ ủng hộ ban đảng và ban tuyên giáo Trung ương do phe quân đội kiểm soát. Hiện chưa rõ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đăng lại băng video nói trên với mục đích gì. Những hành động này được thực hiện trong thời điểm tân đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ sắp nhậm chức và đại tướng Phan Văn Giang vừa mới đi thăm Mỹ và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sắp thăm Mỹ trong tháng 9 này. Phải chăng đây là nhắc nhở hay cảnh báo của Bắc Kinh đối với Việt Nam về lập trường ý thức hệ cũng như vấn đề cộng đồng chung vận mệnh, một chiếc vòng kim cô mà lãnh đạo Trung Quốc cố gắng chụp lên giữa lãnh đạo và nhân dân Việt Nam? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Bắc Kinh can thiệp sâu vào nội tình Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de